Kính chào quý vị đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt của đài BUN TV 57.3. Kính thưa quý vị, thì có lẽ là một số quý vị tìm hiểu trên tin tức đó thì cũng rất là bất ngờ và rất là hơi bị sốc khi mà ngày thứ hai mà đầu tháng của tháng 9 này đó, ngày mùng 1, thì quý vị có thể là một số quý vị có nghe đến một cái bức thông bạch của Đại đạo Hòa Thượng Thích Quảng Độ tuyên bố từ nhiệm. Đây là một cái tin rất là sốc đối với lại đồng hương, đồng bào hải ngoại, quý vị Phật tử, đối với lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nó như là một cơn sóng mà làm cho rất là nhiều người quan tâm. Đối với đài thì chúng tôi cũng rất là dè dặt trong loan tin này, mặc dù là biết được từ sớm nhưng mà chúng tôi đợi đến thứ ba đó chúng tôi mới loan một số tin với một cái sự cẩn trọng, bởi vì là chúng tôi biết là đây là một cái vấn đề không phải là chỉ đơn giản nó nói đến những sự ảnh hưởng trong hàng ngũ của giáo hội hoặc là quý vị Phật tử, mà nó còn ảnh hưởng đến những cái công cuộc đấu tranh của người Việt nói chung. Đây là một vấn đề lớn, và chính vì vấn đề nó lớn như vậy thì chúng tôi hôm nay cũng mời được Hòa Thượng Thích Huyền Việt, thầy là Tổng ủy viên thanh niên văn phòng hai Viện Hóa Đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và chúng tôi cũng có mời được Thượng tọa Thích Giác Đẳng, thầy cũng là Tổng ủy viên truyền thông cũng như là Tổng thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất văn phòng hai Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ. Trước hết thì còn kính chào hai thầy. Dạ, xin chào. Kính chào anh Quốc Bình. Yeah. Kính chào thượng tọa Thích Giác Đẳng. Yeah. Trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương, khán thính giả của đài BUN. Vâng, thưa thầy, thì chắc con cũng phải mở đầu một chút đối với quý vị nào mà đang cũng thắc mắc là chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có một cái tin gọi là rất là động trời như vậy. Thì thưa bạch thầy, con mời thầy Thích Giác Đẳng trình bày một chút những cái tóm tắt một chút những cái gì đang xảy ra, thưa thầy. Chào vâng, thưa Quốc Bình và thưa quý vị khán giả của đài. Trước nhất thì chúng tôi xin chia sẻ một chút vài cái cảm nhận cá nhân của chúng tôi. Thì mặc dù chúng tôi là thành viên của giáo hội và mặc dù chúng tôi đã theo dõi sự việc kéo dài trong suốt hơn 3 tuần lễ vừa qua liên quan đến một số những cái phương hướng giải quyết về nhân sự trong giáo hội, nhưng mà thú thật với quý vị là khi mà tối Chủ nhật mà Đức Tăng Thống Ngài đưa ra cái cáo bạch là từ chức, thì bản thân của chúng tôi cũng bị dao động bởi vì quyết định của Ngài. Thì thưa quý vị, sự việc như vậy là ở trong giáo hội Phật giáo Đồng Tốc Nhất, chúng ta thường có một cái danh từ gọi là hội đồng lưỡng viện, tức là gồm có Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo. Và Viện Hóa Đạo là cái cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề hoạt động và đặc biệt là lo về vấn đề hành chính của giáo hội. Còn Viện Tăng Thống được xem như là cơ quan tối cao lãnh đạo, đặc biệt về vấn đề tinh thần, về vấn đề trang nghiêm giáo hội. Thì Đại lão Hòa Thượng trước, Đại lão Hòa Thượng đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đó, trước năm 2011 thì bản thân của Ngài là vị viện trưởng Viện Hóa Đạo, và sau đại hội chính của giáo hội từ năm 2011 trở lại đây thì Ngài trở thành vị Tăng Thống mà chúng ta gọi là vị đệ ngũ Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì thưa quý vị, sự việc xảy ra liên quan đến vấn đề nhân sự, đó là Hòa Thượng Chánh Lạc, như lời của anh Quốc Bình vừa đề cập, Hòa Thượng là Chủ tịch văn phòng 2, nhưng mà Hòa Thượng có dính líu tới một vụ án. Thật ra cũng phải nói rõ là đây là một vụ án sách nhiễu tình dục, và vụ án này được có hai cái phán quyết của tòa án về hình sự đó, tức là về criminal lawsuits, thì họ phán quyết Hòa Thượng vô tội, và vô tội tức là Hòa Thượng không bị ở tù và không có tội vạ gì về vấn đề này. Nhưng mà khi cái vụ án đó bên nguyên cáo đưa trở lại cái civil lawsuit, tức là bên nhân sự đó, thì Ngài lại thua kiện, và lo Ngài thua kiện nên chi Ngài phải bồi thường một số tiền cho đương sự. Thì trên phương diện hành chính đó, thì khi một sự việc như vậy xảy ra, lẽ ra thì Ngài nên từ chức để không ảnh hưởng đến giáo hội. Và không may cho chúng ta là trong cái cách làm việc của Ngài, mà dưới cái nhìn của Đức Tăng Thống là
cách làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm. Trong những ngày không có có một cái hành xử phải chăng, và ngài còn Hòa thượng Chánh Lạc còn tiếp tục có một số lời tuyên bố mà Đức Tăng Thống ngài xem điều đó không thể chấp nhận được. Và đầu năm nay thì Đức Tăng Thống ngài đã có một cái quyết định là sẽ cách chức, tức là bãi chức Hòa thượng Chánh Lạc ở trong vai trò chủ tịch hội đồng chủ tịch Pháp phụ Hai Viện Hóa Đạo. Tuy nhiên, như chúng tôi đề cập tới quý vị khi nãy đó là trong 3 tuần lễ vừa qua đó, thì trong nội bộ giáo hội có hai cái sự khác biệt về cái phương cách giải quyết của giáo hội. Bên phía hội đồng Viện Hóa Đạo đó, thì Viện Hóa Đạo nghĩ rằng bản thân của Hòa thượng Chánh Lạc là một vị cũng có những đóng góp, có quá trình đóng góp với giáo hội, và do vậy nên giải quyết chuyện đó bằng một cách thỏa hiệp. Tức là thay vì bãi chức Hòa thượng thì quán chuyển Hòa thượng qua một cái vai trò là cố vấn của văn phòng 2. Nhưng mà riêng Đức Tăng Thống thì ngài không có đồng thuận về sự hoán chuyển như vậy. Đức Tăng Thống sau khi mà đọc phúc trình của Tông phụ Tăng sự và có một số những cái bản phúc trình khác thì ngài đi đến kết luận rằng Hòa thượng Thích Chánh Lạc không thích hợp bất cứ một vai trò gì trong giáo hội, và ngài quyết định là bãi chức Hòa thượng Chánh Lạc. Như vậy thì trên nguyên tắc thì Viện Hóa Đạo đưa ra một cái hướng là hoán chuyển, còn Đức Tăng Thống thì để đưa ra một cái hướng gọi là triệt để. Và thật ra thì Viện Hóa Đạo dựa lên Hòa thượng Viên Lý, Hòa thượng Viên Định là viện trưởng Viện Hóa Đạo, thì ngài dựa trên cái cơ cấu tổ chức, và đặc biệt là làm sao để có thể giữ người ở trong cái giai đoạn hiện nay. Nhưng mà Đức Tăng Thống ngài nói rằng quý hồ tinh bất quý hồ đa, ít nhiều gì cũng vậy, nhưng mà phải cho tốt. Do vậy ngài đã cương quyết, và chính điều này dẫn đến sự việc là khi mà ngài đọc cái bản báo cáo của Hòa thượng Viên Lý nói rằng chư tăng ni năm châu đều ủng hộ cho Hòa thượng Chánh Lạc tiếp tục cái vai trò đó, thì ngài cảm thấy rằng nếu tất cả mọi người ủng hộ thì ngài không thể tiếp tục vai trò tăng thống được nữa. Ngài không thể làm tăng thống ở trong một cái giáo hội mà có thành phần nhân sự như vậy. Nên chi chúng ta đã thấy cái cáo bạch của ngài đưa ra mà thật ra là một cái sự chấn động cho toàn thể tăng ni Phật tử trong giáo hội. Như vậy đó là một cách khác thì nói trong tôn giáo này có nghĩa là Hòa thượng Thích Chánh Lạc thì là phạm giới. Như vậy thì cái phạm giới đó nếu mà trong đạo đó, thì là có phải phạt hay là mình mất chức hay là như thế nào thế này? Kính anh Quốc Bình và toàn thể chư vị, trên phương diện tổ chức của giáo hội là một tổ chức mang sắc thái của hành chánh đi vào hoạt động trong xã hội. Nhưng một mặt khác, đối với chư tôn đức tăng ni là các vị xuất gia thuần tí, là một cái người lãnh đạo tinh thần tôn giáo, biểu tượng của tôn giáo. Do vậy trong cái việc cư xử này nó có hai mặt, một mặt mang cái tính cách hành chánh và một mặt mang cái tính cách biểu tượng của niềm tin tôn giáo truyền thống của các vị tăng lữ. Thì Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, ngài là một biểu tượng cho cái sự thanh tịnh trang nghiêm của tăng già và các vị xuất gia, như Thượng tọa Thích Giới Đản cũng chia sẻ với chúng ta. Do vậy sau khi mà được cái vị tổng vụ trưởng cư sĩ tức là Hòa thượng Như Đạt, báo cáo lên và xuyên qua nhiều cái phúc trình khác nhau, thì Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã làm một cái quyết định. Thì cái quyết định đó trước hết là một phần nó dựa trên cái tòa phán quyết như Thượng tọa Giới Đản cũng đã trình bày, và một mặt khác là trên phương diện về giới luật thì coi như là không nằm trong cái gọi là thanh định tăng. Cho nên cái biểu tượng là ngài Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã dựa trên cái quyết định, và trước sự quyết định đó lại đụng đến vấn đề hành chánh, cái sự khó khăn, tức là ngài Hòa thượng Chánh Lạc, ngài đã có quá trình phục vụ cho giáo hội Israel tại Hoa Kỳ từ năm 1992 cho tới bây giờ, và ngài đã làm đến cái chức vụ gọi là chủ tịch của văn phòng 2. Do vậy nếu mà diễn đạt tính cách ngôn ngữ đời thường của chúng ta là đến là trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược, tức là trên cấp lãnh đạo tối cao, tức là Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã ra một cái phán quyết, thì ở dưới này tìm cách thỏa hiệp để giữ Hòa thượng Chánh Lạc, thì Hòa thượng không chấp nhận chuyện đó. Đến cuối cùng thì Hòa thượng đã phải đơn phương làm cái quyết định, tức là cái cáo bạch là ngài từ nhiệm. Và đây một cái điều cũng làm cho chấn động, bởi vì là cái niềm tin đó thôi thầy.
niềm tin đối với những người lãnh đạo và cái niềm tin vào những người mà đang lãnh đạo và cái giá trị đạo đức, và nó làm chấn động mọi người, mà nó ảnh hưởng không phải chỉ là một cá nhân của một vị hòa thượng hoặc là một vị tu sĩ, nhưng mà thật sự thì giáo hội thì cũng đang ít người, thì có thể là vẫn biết rằng là mình cần nhân sự, và hòa thượng có thể là cũng nhiều năm, và nếu mà nói bề dày của kinh nghiệm và cũng như là công việc, nói về hành chánh đó, thì có lẽ là giáo hội rất cần thầy Thích Chánh Lạc. Nhưng mà con cũng muốn hỏi một điều nữa, đó là cái sự kiện mà nó nói về cái phương cảnh từ nãy giờ mình đang nói vấn đề hành chánh giống như một cái tổ chức, là một cả một cái giáo hội, nhưng mà không biết là đối với Phật giáo thưa thầy, thì có nghĩa là ví dụ một vị tu sĩ mà phạm giới đó thì điều gì xảy ra? Thường thì tụi con thì thấy trong phim đó thưa thầy, thì thường là bị thì cũng bị phạt một hình thức nào đó, nhưng mà để nói trong cái giới hạn của tôn giáo đó thì thường là cái biện pháp gì nếu mình không nói về hành chánh thưa thầy? Thưa Đức Bình, thật ra thì cái quyết định của Đức Tăng Thống đó, nó có tất cả chế tài trên phương diện tổ chức giáo hội. Giả sử như một thành viên cao cấp, tức là có cái chức vụ gọi là một hàng trong hàng giáo phẩm, có điều gì bất xứng thì vấn đề chế tài là vấn đề bãi nhiệm. Bãi nhiệm là một mức độ xa nhất. Tuy nhiên một cá nhân trên phương diện hạnh kiểm đó thì mình chịu trách nhiệm với nhiều thứ, ví dụ như bản thân của Hòa Thượng Chánh Lạc thì Hòa Thượng cũng nhận chịu cái sự chế tài trên phương diện luật pháp địa phương. Cho con cắt lời thầy chút, bởi vì mình cũng đang nói về hành chánh, nhưng mà con đang nghĩ đến một cái vấn đề chẳng hạn như là mình bị giáng chức hay không. Quý mình ví dụ như là một người được cái danh là hòa thượng là rất là cao quý, và cũng như là như vậy là có bị là không còn là hòa thượng nữa mà chỉ thành là đại đức thôi, hay là nó có cái tầng cấp mà bị mất ranking như vậy không thưa thầy? Thật sự thì trong trường hợp một vị tỳ kheo phạm trọng giới đó thì vị đó bị tẩn xuất. Tức là không còn là một tu sĩ nữa. Nhưng mà có những giới luật thì gọi là tăng tàng, tức là vị đó bị cấm phòng. Nó tùy theo vị tỳ kheo. Trong bên Phật giáo Nam truyền có 227 giới, của vị tỳ kheo bên Phật giáo Bắc truyền có 250 giới. Thì giới luật nó có nhiều cái điểm gọi là trọng và khinh, nó không nhất thiết là có một cách xử trị giống nhau. Tuy vậy cũng phải nói một điều rằng trên phương diện giới luật đó thì Phật giáo không có một tộc quyền trung ương. Thành ra về vấn đề này nó là một vấn đề chư tăng ở trong một cái trú xứ, tức là một thành phố nơi nào đó họp lại và để xử trị. Còn phần lớn hiện nay đó là chư tăng ở rời rạc và cái không có đủ người có thẩm quyền. Ví dụ như một việc làm như vậy đòi hỏi cái túc số chư tăng như phạt tăng tàng cấm phòng phải trên 21 vị. Và phải có một vị tuyên luật sư, tức là phải một vị hiểu thông kinh luật để làm, thì việc đó nó vượt ngoài khả năng của rất là nhiều người. Được biết là như trong Phật giáo thì những người nào mà không còn làm các tu sĩ đó thì vẫn là tu sĩ, nhưng mà với cái danh chẳng hạn pháp sư phải không thưa thầy, thì không còn là kiểu như là hòa thượng nữa. Điều đó nó cũng tùy rất là nhiều nơi. Danh từ pháp sư không nhất thiết là chỉ cho một vị không còn là vị tu sĩ nữa. Mặc dù ở tại Hoa Kỳ có trường hợp như pháp sư Giác Đức, thì pháp sư Đức tuyên bố là sẽ xả giới tỳ kheo để giữ Bồ Tát giới rồi có gia đình và tiếp tục con đường đạo. Thì thưa Quốc Bình, là về điểm này đó, nó không phải riêng trong Phật giáo mà nó là một cái sự tranh luận rất lớn giữa các tôn giáo. Bây giờ ví dụ như chúng ta nói đến Kitô giáo thì có Thiên Chúa giáo là Mã và Tin Lành, thì giáo phái Tin Lành chủ trương là các vị mục sư có thể có gia đình được. Ở trong Phật giáo thì ở tại Tây Tạng hay tại Nhật Bản, tại Việt Nam cũng vậy, ở bên Nhật Bản thì có phái chúng ta thường gọi là Tân Tăng, nhưng thực sự họ rất là xưa, vào thế kỷ thứ 12 do ngài Thanh Đoan lập ra, tức là tăng sĩ có gia đình. Kỳ thực thưa Quốc Bình, là ngày nay đó ở tại Nhật Bản 95% hơn 95% tăng sĩ đều có gia đình hết. Trong cái sự kiện của liên hệ đến Hòa Thượng Thích Chánh Lạc đó thì nó có vô hình chung nó tạo sự chia rẽ trong giáo hội không? Thì một cách khác đó thì một số người theo chúng tôi được biết thì gần đây thì có rất là đông quý vị theo chiều hướng của thầy Thích Quảng Độ, nhưng mà một cách nào có trong nội bộ thì có một số những người ủng hộ theo thầy Thích Chánh Lạc, và một cách thể hiện là ủng hộ cái sự ở lại hoặc là cái sự còn làm việc của thầy Thích Chánh Lạc đó thì nó làm thành hai phe trong giáo hội không? Chúng ta biết rằng rất nhiều những cái ý khác nhau, thương và ghét
Khi họ thương thì họ đều nói về cái tất cả những cái điểm tốt để nhằm mục đích để giữ bảo vệ cái danh dự uy tín và cái vai trò của các vị đó. Mà khi người ta không thích thì người ta tìm mọi cách, kể cả chuyện vận dạ, viện dẫn ra luật này luật kia này cái vân vân vân, và như cái sự cống hiến của Hòa Thượng năm nay ngài ngài 80 mấy tuổi rồi, 86 87 tuổi rồi, thì quá nhiều những người quen biết của Hòa Thượng, nhiều người thương và nhiều người ghét, do vậy cũng gây ra cái nhiều cái sự vất vả khó khăn đã đang và sẽ. Tuy nhiên cái sự quyết định, cái vai trò của Đức Điện của Tăng Thống quyết định như vậy là quyết định đã xong rồi, chứ Dạ. còn cái chuyện gì sau đó đó là cái chuyện khác. Vâng, có thắc mắc một chút, có nghĩa là đây là một cái sự kiện, cái sự phạm giới của thầy Thích Chánh Lạc là cách đây cái thời sổ xa xưa mấy chục năm về trước, hay là cái sự kiện nó gần đây thưa thầy? Thật ra thì sự kiện này xảy ra đã lâu, giờ hơn 10 năm rồi, nhưng mà thưa muốn Quốc Bình là Đức Tăng Thống ngài phải làm việc ở trong một cái trình tự, chứ không phải là ngài chỉ nghe. Lấy ví dụ như là sự việc nó xảy ra rồi thì Hòa Thượng Chánh Lạc cũng sẽ trải ra qua một vài năm mới có một cái phiên tòa, và sau cái phiên tòa về hình sự thì có cái phiên tòa dân sự. Thầy cho một Dạ. chút là cái khoảng thời gian mà cái phiên tòa hình sự là khoảng thời gian năm nào thưa thầy? Dạ thì chúng ta có thể nói là cuối thập niên 90. Là Dạ cũng xa, cũng và xa. cái Dạ. sau đó lại kéo thêm một cái tòa hình sự dân sự nữa, Dân thì sự. khoảng vào những năm nào thưa thầy? Tòa án dân sự thì nghĩ là sau đó khoảng chừng 3 năm. Dạ, sau 2 năm, Dạ. xin lỗi, sau đó 2 năm. Và Đức Tăng Thống ấy, thì ngài có cái quyết định ngài dựa trên cái bản phúc trình của Tổng vụ Tăng sự, mà vị Tổng vụ trưởng là Hòa Thượng Như Đạt. Là cái kết quả của tòa án thì nó cũng có bằng chứng, cũng có lý lẽ, nhiều lý Dạ, lẽ đã thành lập ra vâng. rồi. Thì từ những năm 90 đến sau 2000 đi, thì bây giờ cũng là 10 năm, mười mấy năm về sau, thì mới ra được cái gọi là giống như là mới mới ra được một cái quyết định. Thì có phải là mình bị bao che nhiều quá, hay mình bị chậm trễ nhiều quá, hay là đó là cái trình tự bình thường mà nó phải đi lâu như vậy thưa thầy? Nó không phải là trình tự bình thường, nhưng mà nếu với một người thường thì có lẽ sự việc đó nó đơn giản hơn. Nhưng bản thân Hòa Thượng giữ một vai trò quan trọng, và do vậy xuyên qua nhiều người liên hệ với Hòa Thượng thì có người nói về và người nói khác. Và tùy theo, lấy ví dụ như anh Quốc Bình thấy một điều là trong cái phán quyết của Civil Law Suit đó, chúng ta nói về bên tòa án dân sự đó, thì thật ra nó là một điểm mà rất là khó nói. Ngay cả tại Hoa Kỳ, khi rồi chúng ta nghe chuyện ông Superman ở tại Florida, sau cái kết quả của bồi thẩm đoàn đưa ra đó, thì chính tổng thống Obama và một số cái nhân vật khác như là ông Colin Powell thì cũng nói rằng cái kết quả tòa của phiên tòa nó có vấn đề. Thầy Thích Chánh Lạc là được bầu làm chủ tịch của Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo là từ hồi năm nào thưa thầy? Từ năm 2011, thật ra thì trước kia đó Hòa Thượng Chánh Lạc không phải là vị chủ tịch, Hòa Thượng chỉ là phó chủ tịch thôi. Vị chủ tịch là Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, là Đức Phó Tăng Thống Giáo hội. Tuy nhiên khi mà Đức Phó Tăng Thống ngài tịch đó, thì trong vai trò phó chủ tịch được đun lên đến Là chủ tịch. một cái tự động. Nó không hẳn là tự động, nhưng mà trên nguyên tắc á, là khi một vị chủ tịch mà bị khuyết tịch, tức là vì nó bị mất đi hay là bị thường thường là có sự đề bạt của vị phó chủ tịch lên thay thế. Thì giống như là tổng thống rồi người phó tổng thống Dạ là vâng. thường là người để Dạ. kế nhiệm cho đến Dạ. khi mà cái cuộc bầu cử nào đó sắp sắp xảy ra. Thì có hỏi như thế này thì bởi vì là ở những năm 2011 hoặc là những cái năm mà thầy làm phó chủ tịch đó, thì có nghĩa là đây là vấn đề là được biết đến trong giáo hội hoặc là trong nội bộ giáo hội. Tại vì cái lawsuit hoặc là những cái sự kiện đó nó diễn ra là biết đến. Dạ. Nhưng mà có nghĩa là biết đến, nhưng mà có lẽ là mình có phải là quá dễ dãi chấp nhận, cho nên là vẫn một cá nhân như vậy mình vẫn đề cử và đề bạt thưa thầy, phải không ạ? Thật ra nó không phải là vấn đề dễ dãi, nhưng mà anh Quốc Bình định hiểu một điều là bản thân của Đức Tăng Thống đó, thì có thể nói là ngài là một người có cái thẩm quyền và có đủ cái lực mạnh để có thể xử lý vấn đề. Thì ngay ở Hoa Kỳ đó thì cũng có những trường hợp mình bị gài bẫy,
mình bị frame, mình bị người ta cài độ, và nhiều khi cũng chừa một cái phần trăm nào đó để mà mình cái người đó có thể là nhiều khi đối với tòa án vẫn có thể là hoàn toàn có tội, nhưng mà thật sự người ta vẫn là vô tội. Và ngay Hoa Kỳ nhiều người bị tội tử hình, xong đến khi họ tử hình rồi sau này điều tra lại rốt cuộc họ lại vô tội. Thì con không biết là giữa trong gọi là những gọi là huynh đệ với nhau đó, thì thầy Thích Chánh Lạc có bạch bộc cái sự gọi là tự thú gì, hay là đối với thầy nói là cái tòa là vẫn là tòa, tôi là vẫn không có gì đó xảy ra. Cho đến nay thì Hòa Thượng Chánh Lạc ngài vẫn khẳng định là ngài vô tội. Yeah. Cho đến thời điểm này khẳng định vô tội. Thật sự thì Đức Tăng Thống ngài khi ngài nhìn cái hồ sơ đó thì phải nói ngài nhìn trên cái thái độ giải quyết sự việc của Hòa Thượng Chánh Lạc nhiều hơn. Yeah. Ví dụ như là một người ở trong cái vai trò đó mà đã vướng vấp vào những cái sự việc mà đến một cái phán quyết của tòa án là vì đó có tội và phải bồi thường, thì lẽ ra trong cương vị của Hòa Thượng thì Hòa Thượng nên từ chức. Yeah. Yeah, khi đã được thông báo như vậy. Nhưng mà Hòa Thượng đã không có từ chức, và Hòa Thượng cũng có một số phát ngôn, mà qua cái phát ngôn đó nó ảnh hưởng. Thì trước nhất là một cái vị chủ tịch hay là một thành viên cao cấp phải có cái trách nhiệm và phải cái đặt cái sự an nguy, cái uy tín của tổ chức mình lên trên cái quyền lợi cá nhân. Thành ra trong trường hợp như vậy thì cái sự hành xử của Hòa Thượng Chánh Lạc được xem như là không có thỏa đáng. À, tối hôm qua thì được biết đó là có sau cái rất là nhiều thỉnh nguyện thư của phải nói là Phật tử hoặc là nội bộ của giáo hội thỉnh cầu đến Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, thì thưa thầy, mình có kết quả gì đối với lại cái câu trả lời của thầy Quảng Độ chưa ạ? Anh Quốc Bình, thật ra thì trước nhất mặc dù có nhiều thỉnh nguyện thư, nhưng mà vấn đề chính vẫn là vấn đề là hội đồng lưỡng biện có giải quyết chuyện nó thỏa đáng hay không. Thì Đức Tăng Thống ngài đã đưa ra một cái câu trả lời. Và có lẽ là khi ngày hôm qua thì hội đồng lưỡng viện y áo như Hòa Thượng Viên Định dẫn phái đoàn đến để đảnh lễ và xin sám hối với Đức Tăng Thống. Và qua đó, đó thì các vị đã khâm tuân tất cả những quyết định của ngài. Có nghĩa là ngài đang chờ đợi cho đến khi sự việc đó được thực hiện. Nghĩa là vấn đề giải quyết thỏa đáng là Hòa Thượng Thích Chánh Lạc bãi nhiệm, thì Đức Tăng Thống ngài sẽ trở lại trong cương vị Tăng Thống. Thật ra bây giờ khi hỏi rằng có kết quả như thế nào, thì xin thưa rằng nó có kết quả là ngài đã hứa là ngài sẽ trở lại cái cương vị Tăng Thống, nhưng với điều kiện là sự việc được giải quyết. Và điều đó đã được Hội đồng Lưỡng viện xác nhận rằng sự việc sẽ hoàn toàn tuân theo cái tôn ý của ngài, làm ra một cái phương cách triệt để. Dạ vâng. Dạ. Thì theo chúng tôi được biết, hình như là cũng trong cái thư gọi là khâm tuân theo ý chỉ của Đại lão Hòa Thượng, thì hình như có ba vị Hòa Thượng không nằm trong cái ký tên đó, hoặc là không ký tên, là giữ im lặng, cũng không có nghĩa là chống đối, phải không thưa thầy? Cái việc đó thì nó là vấn đề liên quan đến kỹ thuật nhiều hơn. Dạ. Dạ, vấn đề liên quan đến kỹ thuật, tại vì những vị đó có liên quan đến sự việc. Yeah. Và do vậy đúng ra thì bản thân như Hòa Thượng Viên Lý thì ngài đã phúc trình là tất cả chư tăng hải ngoại đều đồng ý là lưu giữ Hòa Thượng Chánh Lạc, thì ở trong đó có bản thân Hòa Thượng Viên Lý. Dạ, yeah. Thì tất cả những vị còn lại đó, các vị đó là xác nhận với Đức Tăng Thống rằng Đức Tăng Thống muốn như thế nào thì ở đây sẽ không tuân như vậy. Yeah. Ở ngoài này không tuân như vậy, chứ không có nghĩa là như lời của Hòa Thượng Viên Lý. Và do đó cái sự không có mặt của Hòa Thượng Viên Lý hay là Hòa Thượng Chánh Lạc hay là Hòa Thượng Pháp Sư Đức không có nghĩa là những vị đó không mong muốn Đức Tăng Thống trở lại. Yeah. Mà nó chỉ trên phương diện kỹ thuật đó, thì các vị đó đã được không được tham khảo. Yeah. Và cái bản văn đó chỉ tới cách là cái quan điểm mà cả ba vị đó đưa ra về vấn đề sự việc đó là của riêng ba vị đó. Yeah. Còn tất cả những chư tăng khác đều triệt để tuân hành cái ý muốn của Đức Tăng Thống. Vâng, cũng thật sự là mình quá giờ, nhưng mà con cũng muốn lạm dụng một chút để con hỏi thưa thầy, thì trong nhiều năm mà thầy làm việc thì thầy biết với lại thầy đánh giá thầy Thích Chánh Lạc là một người như thế nào? Thích Quốc Bình, thật ra đây là một câu hỏi khó nhất. Yeah. Trước nhất là
riêng về cái đời sống cá nhân, chúng tôi nói thẳng ra đã có nhiều người hỏi chúng tôi thực sự là thực chất là có tội hay không có tội. Thì chúng tôi thưa rằng có hai cái phán quyết, một có một không. Và tổng vụ tăng sự đã có cái phúc trình là Hòa Thượng Chánh Lạc không có xứng hợp với cái vai trò của hiện nay, và Đức Tăng Thống đã có quyết định bãi nhiệm. Đó là điều mà chúng ta được biết. Hòa Thượng là một người rất là năng động, rất là năng nổ làm việc, và đồng thời Hòa Thượng cũng là một người đặt nặng về trên phương diện tổ chức. Nhưng mà cũng như tất cả những tổ chức, tất cả những cái cơ chế, thì đôi khi có những người này người khác, và một vài cái vấn đề cá nhân nói theo đạo Phật đó là cái nghiệp mệnh của mỗi người. Nhưng mà gọi là đánh giá thì chúng tôi nghĩ rằng chuyện đó nên để cho thời gian, và tất cả mọi người sẽ có cái nhịp nhìn cái chuyện đó một cách tự nhiên hơn. Và chúng tôi chỉ có thể nói quý vị rằng chúng ta có hai cái phán quyết của tòa như vậy, chúng ta có cái phúc trình của tổng vụ tăng sự như vậy, và quyết định của Hòa Thượng Tăng Thống như vậy. Dạ, nhưng mà đạo Phật mình hay có cái chữ tâm đó thầy. Nhiều khi cái lý lẽ là một điều, nhưng mà trong cái tâm của mình nó còn không thuyết phục, hoặc là mình cứ là cái người đó giống như cái người đó là có tội, nhưng mà cái tâm mình không, cái người đó cá nhân của mình cảm thấy người đó không có tội. Chúng ta phải nói dữ kiện. Dạ. Thì thưa thầy, thì một lời chót con cũng mời quý thầy cho một vài lời của quý vị đồng hương, bởi vì là không biết là mấy thầy làm sao để mà củng cố lại niềm tin có thể là đang bị sức mẻ ở ngoài kia, đối với nhiều quý vị đang mất, bị dao động, bị đang mất cái niềm tin đối với những người mà lãnh đạo mà con dùng tạm thời cái chữ gọi là hơi có những cái vấn đề của lý do đạo đức. Thì thưa thầy, thầy có vài lời. Dạ, kính thưa quý bình, kính thưa toàn thể chư vị, chúng ta biết khi một cái khi mà chúng ta nhận giáo hội hay nhận chư tăng hay nhận Phật tử hay nhận ai đó gọi là cái người của chúng ta, thì khi nói người của chúng ta thì họ vui thì mình cùng vui, mà họ buồn thì mình cùng buồn. Được thì mình vui, mà không được thì mình buồn. Nhưng dầu là vui hay buồn nữa thì chúng ta vẫn phải bình tĩnh và vẫn phải kiên nhẫn và sáng suốt, để mỗi người của mình giải tự tìm cái cách để giải quyết ổn định cái tâm của mình, và đồng thời qua đó nếu có chuyện gì tiếp theo thì đó là cái việc mình có thể phản ứng, mình có thể đóng góp một cách phù hợp. Và rất là trông mong rằng đài đã cho chúng ta cơ hội, chúng tôi và đặc biệt là Thượng tọa Thích Nhất Đản, Tổng vụ trưởng Truyền thông, Tổng ủy viên Truyền thông của Văn phòng 2, Tổng thư ký của Hội đồng Điều hành tại Hoa Kỳ. Cho nên Thượng tọa về phương diện hành chánh cũng như về phương diện trách nhiệm đã chia sẻ chúng ta rất là nhiều những ý mà chúng ta cần biết. Và như vậy thì cũng nhờ đài mà huynh đệ chúng tôi bớt đi cái phần mà giải thích tính cách cá nhân, không biết bao nhiêu ngày cũng như đêm, không bao bao nhiêu điện thoại từ nhiều phía khác nhau, không phải là chỉ có trong đạo Phật không thôi, mà để hỏi về cái sự việc, cái biến cố lớn này là sao, thì qua đài BWN 57.3 để giúp cho chúng tôi nói riêng, và trên căn bản như là giúp cho giáo hội thống nhất ở hải ngoại có dịp để giải thích, để chia sẻ những thông tin. Và rất trông mong rằng chúng ta cố gắng để vượt qua, cầu nguyện, và chúng ta mong rằng các bậc lãnh đạo, không phải chỉ Phật giáo mà nói chung tất cả các tôn giáo, đặc biệt của người Việt Nam của chúng ta, luôn luôn lúc nào trong hoàn cảnh này hơn bao giờ hết, chúng ta phải cùng với nhau và cố gắng để vượt qua, và cố gắng để tìm cái cách để cống hiến cho dân tộc và cho tôn giáo. Vâng, con cảm ơn thầy. Con mời thầy Thích Giác Đẳng có vài lời kêu gọi quý vị bây giờ phải nên nhìn nhận, chấp nhận vấn đề này như thế nào thưa thầy. Thưa vị, trước nhất là chúng tôi hiểu là sự việc Đức Tăng Thống từ chức là một việc chưa bao giờ xảy ra. Nhưng mà chúng ta nhìn ở một góc cạnh khác thì chúng ta thấy rằng điều đó nên là một điều làm cho chúng ta vững tin hơn. Tại vì Ngài là vị lãnh đạo giáo hội, và cái nguyên tắc mà Ngài đề ra đó là gìn giữ sự thanh tịnh trang nghiêm của tăng giả. Và nếu Ngài cương quyết với điều đó thì thực sự chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên vững tâm để thấy rằng Ngài sẵn sàng để hy sinh cả cái chức vị, thiên nhiên tất cả để bảo vệ lấy điều người Ngài là người gọi là đúng. Thì chúng ta rất là cần những vị như vậy để lèo lái con thuyền giáo hội, và đặc biệt là trong công cuộc vận động hiện nay. Do vậy chúng tôi hiểu rằng mỗi chúng ta đều có những dao động khi mà một sự việc mà nó vượt ngoài cái ý nghĩ của mình xảy ra. Nhưng mà trong trường hợp này thì có lẽ là chúng ta nên nhìn vấn đề ở phía cạnh tích cực, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đó có những cái tín hiệu, có những điều mà đáng cho chúng ta ấm lòng.
Con cảm ơn thầy. Dạ. Vâng, và kính thưa quý vị thì chúng tôi cũng xin gửi gắm một điều suy nghĩ, thì có lẽ là đây là một điều quý vị thấy nó là một điều tốt, thay vì mình nhìn ở không có góc cạnh tiêu cực của nó. Và chúng ta cũng thấy rằng là Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ còn rất sáng suốt, và cái sự sáng suốt đó, cho nên cái sự lãnh đạo của ngài sẽ là một cái điều mà quý vị sẽ có được niềm tin trong những thời gian qua. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng muốn chừa một chút trong những cách suy nghĩ rất là con người của chúng ta, thì cho dù là có những người tòa có thể là gọi là tình ngay lý gian, kính thưa quý vị, cái lý có thể nó rất là hoàn toàn sai, nhưng mà thực sự ra đó nó chưa hẳn người đó là sai. Mình chừa một cái khoảng nào đó và một cách nào khác nhìn, thì con người, thì quý thầy mà đi tu hoặc là các vị tu sĩ thì cũng là những con người, và những con người thì cũng không thể nào mà tránh được những cái sự sai sót và những cái sai lầm. Nhưng mà một cái sự sai lầm không phải là chúng ta có thể dễ dãi mà nói rằng là ồ thì có quyền, nhưng mà nó cũng là sự tự nhiên và bình thường của con người. Cái quan trọng là cái công cuộc chung, mỗi một người đóng góp như thế nào, và tờ giấy nó cũng có hai mặt. Chúng ta có thể bàn tay cũng thể mình nhìn thấy nó hai mặt, thì chúng ta có thể mình chọn lựa cái mặt tích cực để mình đi tiến tới, và đừng để những cái vấn đề tiêu cực nó ảnh hưởng đến công cuộc chung và những cái sự kiện mà nó đã ảnh hưởng niềm tin của quý vị. Thì cũng cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau, và con kính chào quý thầy.